Cái một là cái làm sao? Cái một chạy. Là một. Quay một cái quay một cái buông ra hay là có cái tư quay hoài? Không, một cái mà là nó quay nổ luôn á. Dạ. Nó cho lấy cái tài quay kia nè, cái này đi 6. Anh lại cây, đó, lên đó đi, từ ngày cái đưa cái lap xuống, chạy gì đâu mà đứt hạch chân luôn, xả lên rồi. Hồi nãy tao mới chạy thì sức cái là quét rồi luôn, mới đóng. Tại vì cái nó giặt là nó sức tan nát chưa. Còn cứ quét mà. Ô, anh có thăm nhất anh Tư. Mày chăm mới đó tới nào để ăn sao mày? Trời ơi, thăm cái trời. Mày mấy bữa này. Hôm đó nó xì á, nó xì chứ không phải nó ăn. Buông nghe. Rồi. Hồi anh thăm cái nha. Thăm, nó xì sao lúc đuôi á, rồi thăm cái đi. Nó chạy. Nhà nó xích ra vậy đó mà hàng cái nó ngay lại. Tại hổng nó không có ngay. Dạ. Mà nó ở đây mà nó xích mà chạy đâm. Thì cô à. Dạ. Tại nó đâm quá nó mới giật anh. Nó giật nó sửa lại, sửa mình lại. Giống như mà cái máy mà cái đòn không đâm không ngay đó. Nó đâm qua bên cái đầu người ta gỡ cái ốc nền ra, đầu cho máy chạy tịt cái tờ giặt ốc nền lại ngay. Cũng hay ha. Nhiều ông xử lý hay lắm. Này là HX 80 84 ly. Đó. Sáng nay anh đủ đem lại cho mình cái nắp đít của Yamaha NX10 để mình hàng lại, nhưng mà hết đá rồi, hết đá rồi, giờ hẹn lại. Cho ảnh là ngày mai lấy, bây giờ sẵn đây hẹn cái này xuống cho nổ tiếp đàn em cái cây. Mình vừa quay vừa dựng camera nó lu bu quá. Tôi quay vô. Hạ xuống nha. À, xuống cầm giùm đàn em miếng nước thôi, tại tối gác tối hụt xíu nữa rồi để gì luôn được, hồi bạn mình bấm lên rồi anh cầm giùm miếng nước này. Đó. Là động cơ Yamaha NX50 nha, anh biết nó nhiêu ly không? Bít tông có 75 không? 75 là 65 anh, còn cái này là bít tông có 70 ly hả? Ừ, tại vì người ta lẫn lộn cũng như anh Đủ là nói là cái NX 40 nó đã là 70 ly rồi, thấy không? Mà cái NX 75 mình nghĩ nó 75 nhưng không phải, nó là 70 ly. Nhưng mà cái hành trình nó dài. Xì đã anh. Để đi tâm hết ca đó đi, rồi nó xì như xì, cũng như là em khắc phục lại. Ấm gì đó cứng rồi. Vô mà băng bó rồi thì vẫn như xì. Thì cái máy này là nó bị lột trên. Anh Đủ nghĩ sao về cái chuyện lột dên? Lột dên thì nhớt nó không qua. Thứ nhất là bơm nhớt không bơm, thứ hai nữa là hết nhớt. Thì lột dên á thì cái miền Nam mình gọi lột dên, nhưng miền ngoài người ta gọi là cháy dên. Cháy dên thì nó nghe nó đừng nói chính xác hơn, nhưng mà thôi mình dùng từ địa phương mình đi. Là cái máy này lột dên chính xác là cái bơm nhớt không sẵn đó rồi mình làm lại cái bạc piston luôn. Tại lý do tại sao mình phải làm bạc piston anh biết không? Làm là bộ hơi không? Tại vì cái nguyên nhân chính là do bộ hơi nó ăn nhất, nó ăn nhất nó mới hết nhất. Hết nhất cái thằng ông kia ông mới lột dên. Hết nhất nó đó nó khớp sơ mi. Quay sơ mi xong. Còn bây giờ mình không làm sơ mi với tâm mình đúc cốt khác làm bơm nhớt rồi lại mà chạy hồi cái máy ổng chạy hết nhất nữa thì đi nữa. Chủ yếu là nó bị cái vấn đề cái bộ hơi, thành ra mình vừa làm cốt vừa làm bơm nhớt bộ hơi rồi như xúc bắp rồi lại các thứ. Thì thường thường cái máy anh NX50 này nè hoặc là 40 nè làm đều đầy đủ lại bít tông cao là quất phát lại chạy hả anh ơi. Nhưng mà nếu mà quay không chạy thì quay 2-3 cái nó cũng không mệt bằng mấy cái máy lớn phải không? Đúng anh rồi. Dự định quay cái máy này bây giờ anh quay qua anh quay cho nó bơm đi rồi anh phán đoán thử cái máy này quay mấy cái máy chạy quay cho nó bơm thử rồi.
đó 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 rồi cái mùa cái một là cái làm sao cái một chạy là không. quay một cái buông ra hay là có cái tư quay hoài không một cái mà là nó quay nổ luôn á dạ nó cho lấy cái tay quay kia nè cái này đi sáu quay thứ nhất là nó nguy hiểm thứ hai nữa là biết bị gì không tắt cái miệng của cái họng quay chúng cái tay quay nào ba về nó nãy đâu đây mà ta đó đó anh cái đó là tao quay bạc đạn nhưng mà bạc đạn quay cho bá dê được nha nhưng mà bá dê không quay bạc đạn được là lý do sao anh đủ hả không tại vì cái bá dê không nó cạn đút vô đây nó đụng cái hàm này nhưng mà thằng bạc đạn nó dư ra chút không sao hết đừng nào cho quay thúc sát vô còn không thì nó tét cái này không ta dạ đập cũng tét dạ ok giờ anh đủ anh quay dùm cái này anh cảnh sát luôn nha
Nhảy ra không? Hả? Không có, bây giờ anh muốn nó nhảy mạnh á là anh phải lên ga lớn. Rồi anh thử lại rồi. Thử lại. Có dạng si là em quay chạy rồi. Tại vì cái bê tông nó nhỏ. Nó có chỗ chịu mà. Tại bê tông có 70 ly à. Là quay chịu được là quay chạy tốt. Tốt. Ừ. Ừ. Cái chân nền nó có một chân giác cũng không còn bù lo, thành ra cũng hơi khó. Nhưng mà nhìn tính ra cái máy này. Anh mua bao nhiêu vậy là nó bao nhiêu? Chưa từng xài máy nhỏ tôi chưa. Nếu mà mua nghĩa địa thì nó tầm 5 triệu. Không. 5 triệu còn máy cái nghĩa địa đó, máy bãi đó. Ừ. Rồi bây giờ xài cũ rồi xài nó 4 5 năm thì mình sửa lại nó 1 triệu mấy. Không. Thay vì bán sáng 1 triệu nữa. Là coi như là cái máy này nó khoảng tầm 3 triệu. Đó. Tầm 3 triệu thì bây giờ anh mua cái máy đề cũ khoảng 2 triệu, anh xài cái nào? Xài đây, xài đây rồi. Xài cái này phải không? Ừ. Cái này mắc hơn gấp rưỡi. Mình cho nó xài này ha. Cái gì nói chứ cái máy của mình mà nó còn tương đối là anh xài vẫn ngon. Thì nếu làm đồ mắc thì anh làm đúng rồi, nó để lâu cái đồ nó cứng. Ôi, cái
cái máy đời cái cốt không được thôi rồi tên là theo anh ấy nè. Alo. Máy gì anh? Máy gì ạ? Máy dân mà đó. Dân mà tôi nhớ 110 nha. À, không biết anh làm cái gì mới được chứ. Làm tiền công 300 ngàn đó anh, còn anh làm gì thì tính đó. Tại vì cái máy anh là bá dê hả bà Đạn hả? Sao không được trời? Cái máy nó dễ sửa không chết luôn rồi sao không được? Tôi với ông anh tôi đang chạy cái 50 nè. Dạ. Nhưng mà nó ở mức độ nào á? Không có anh, nó anh phải phân biệt anh, nếu mà anh cái máy bá dê á thì nó khác, của máy bạc đạn khác. Anh phải xác định được cái máy anh là bạc đạn hay bá dê. Máy của anh là bá dê hay bạc đạn? À, tại nhiều nếu bạc đạn anh quất cặp đạn Nhật cái là thẩm là 700-800 ngàn rồi. Thì chắc nó tầm 2 triệu đó anh. 2 triệu hả? Dạ. Ở huyện Vĩnh Thạnh anh. Huyện Vĩnh Thạnh cạnh Cần Thơ á, anh ở đâu? Ôi ơi, Tây Ninh xa lắm ông ơi. Ngặt cái nó ở đâu? Anh ở Tây Ninh lận. Tây Ninh hả? Ủa, Tây Ninh giáp Long An sao ta? Thì giáp Long An chứ đâu mà đi dạ. Đường chú là hai Củ Chi đi qua Tây Ninh đó. Vậy hả? Tôi tưởng là Tây Ninh xa chứ ta. Ừ, xa lắm anh ơi. Dạ, dạ trời, từ đó anh chạy vô tới đây, anh đi xe hơi ha, anh đi xe Honda. Xe Honda anh đi vô đây chắc có, anh đặt nhanh thì có 5 tiếng đó. 5 tiếng hả? Ừ. Thì anh chạy tới Dầm Cống là anh chạy đường mà Tây Ninh anh chạy là hai anh chạy đường qua Cao Lãnh anh biết không? Cao Lãnh Tiền Giang hả? Cao Lãnh Đồng Tháp. Cao Lãnh Đồng Tháp là cầu hả? Cầu Lãnh anh chạy thẳng qua tới cầu Dầm Cống đây là anh điện tụ đưa em ra rước. Là coi như là hỏi gì sao không biết mà cầu tới cầu Dầm Cống ra lúc đó không? Ok, tới Dầm Cống tôi này ra rước. Nhưng cầu Dầm Cống. Quá trời xa ngán á chứ sợ rộng đồng già ba đồng thấp. Thì anh chở được lần này, anh chở xuống này được lần này, người ta sửa được. Cậu cứ cỡ căn nhà vậy luôn, ví dụ như ở đây quý vị đi thì cỡ tấn luôn, một giờ tấn phải không? Rồi anh sửa nhiều mạnh mấy thật gì luôn. Cái đó không dám chắc, tại vì cái máy chưa biết cái máy nó bị hư cái gì. Tại không có máy nào hư giống máy nào, cho nên như những cái gì mình có thể thay thế được thì nó dễ. Cái có những món mình phải đem đi gia công lại thì mình phải có thời gian. Cũng khó vậy đó. Đó chứ tao đó mà 12 giờ làm cái gì xong không? Đâu phải chắc anh ngủ lần đi. Ngủ liên đêm chắc ăn đi. Nếu mà không mài cốt là thì rồi, nhưng mà mài cốt nữa là anh phải đi làm nữa là thành ra mất thời gian. Ở đó có nhà trọ gần không? Có. Ở
đâu đâu đừng chạy đi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Đâu. Tới giùm cống điện này, đằng này tao rước. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Rồi. Vô đây được biết có vô không? Trời trời mắc dịch ta không vô thiệt đó. Bên Ninh Thiện từ từ. Trời ơi, Tiền Giang tao còn vô nó đó. Trời vô thiệt là bữa đó tôi điện lên rạch sửa tiếp luôn nha. Bà quỷ rồi sửa mày hồi. Anh nói ngon quá giờ tôi. Nè. À, thì nãy giờ là có một cái ông anh gì ở Tây Ninh mà cũng có cái nở tâm mưu mà hai thợ sửa rồi không có thành công gì đâu mà đang quen chạy trời nó bị chứng gì đó, khi mình phán đoán nó chưa chính xác, nhiều khi nó bị bệnh hậu trong mà ngồi thay bát theo bên ngoài này qua sau chạy cũng khổ gì đó. Cái máy mà mình làm đúng độ lại thì quay nhẹ chạy thôi giờ anh em mình quay lại cái nữa, trời nãy anh quay rồi chắc là cho đàn em quay cái nha, cầm tôi lấy áp cho anh cho tôi quay cái chứ. Rồi quay đi. Quay cái chạy đây là nha, đè nó đè máy lên. Cái này chứ chưa biết lỡ cái máy Tây Ninh đem xuống có thành công nổi không nha. Trời ơi, có gì tôi điện anh nha. Bữa nãy anh ngon lắm nha. Hồi nãy tôi nói thôi sự kiến thợ hạ sửa hàng ngàn đi. Anh nói anh đem xuống được thì ta sửa được. Có gì tôi điện anh đủ ra nha. Đem tới chỗ là không gì sửa được. Cái nó cũng khổ, cái nhiều khi phải đi làm đồ. Đồ thì đẹp mình đi những cái ấy mất đi lên trên rồi chờ đưa lên. Ừ, mà thôi lỡ ổng đem xuống thì mình kia làm đồ chiếu ta đi. Đi bây giờ khách hàng ta ở xa mình phải chịu tới xuống tới mình phải chịu với thật sự em còn rất nhiều máy luôn, là máy của anh Trường ở Đông Trường nè, xong hết trơn rồi mới lúc được cái cốt nè, ớt 80 nè, mấy cái ớt ở dưới Cà Mau còn nằm chằng dần nữa kìa, ớt 70 coi như còn mấy chục cái nữa thôi dính hoài không có xong được. Đó, nay gặp anh đủ rồi hốt xin cái nó 50 rất có thể là ông đem xuống khoảng 60-70% trời đời, tại nhìn qua ông điện rồi qua không có lãnh, bữa nay tới anh đủ anh lãnh ông gan lắm nha, nghe máu còn 2-3 thợ là mà không chạy là nó lên máu rồi thì chứ tức mà như ông chưa đợi nó đụng hai bàn thợ cười gì nó gáp không chạy chứ một cái máy cái gì mà gáp không chạy. Trừ khi gắp sai thôi, làm không có đúng thôi. Chứ mấy thằng quỷ này thì nó làm đúng đồ đàng hoàng thì cũng không có giật nhiều đâu. Tại vì trong tầm mắt mình, chứ thật sự là nếu mà cái máy mà nó quay không chạy thì nó dạy dướng vào những cái gì? Anh có thể nói cho mọi người được biết không? Thì anh thua mình gắp vô là trước mắt bây giờ mình máy mình làm nè. Là anh làm tôi cũng nói gì bây giờ anh nghe bá dê heo là bạc đạn gì. Khi anh vô bá dê anh vô cốt rồi anh phải lăn ra nó nặng hay là nhẹ. Cái nếu bá dê cái độ gơ cái bá dê nó cho nó vừa cái độ gơ bá dê quá cũng không được mà cứng quá cũng không được. Cái độ gơ bá dê nó vừa cái độ bá dê thôi, còn bạc đạn này mình nó dễ rồi. Nói chung là bá dê mà mình gáp cái cốt làm sao mà mình đỡ cái búa lên á, cái đối trọng lên buông ra nó rớt xuống là thấy lụm đó. Đúng không anh ha? Mới nó phân căng nữa. Còn cái độ dịch dọc á, nó nếu mà nó dịch dọc quá thì nó xì phót hoặc là chạy tự động không được. Còn nếu mà nó cái độ mà cái khe hở của độ dịch dọc á nó không có thì chạy thứ nhất là nặng quay, thứ hai là chạy nóng lên nó bị bung cái cốt ra nó cứng ngắc quay không nổi. Bung cái cốt mà nhưng anh chạy hay nó lúp bê bây giờ là chạy nó lúp bê luôn.
lớp bê là lớp bê là bạc trong đó thì nó phần cốt, còn phần bạc bê tông đó thì bạc bê tông là mình quay hơi rằng ngon lành đàng hoàng á, dưới nó đủ đầu. Mấy máy nhỏ này quan trọng là bê tông đủ đầu nha anh, nó hộc đầu cái quay lộn bóng luôn, hộc đầu nó hộc không gì mà nó khó thì nổ lắm. Thành ra mà khi mà cái máy mà nó bất thường, có nghĩa là khi mà nó muốn lột ra nó gì thì cái đầu bê tông nó đi xuống đó. Rồi khi mà cái máy mài cốt nhiều lần á, thì người ta sẽ lấn từ cái tay cốt xuống phía dưới, nó cũng sợ đầu bê tông. Cái trường hợp đó thì mình phải đưa đầu bê tông lên bằng cách là tiện cái bạc thao trên cho nó lật tâm lên trên, thứ nhất. Thứ hai nữa là mình phải kéo cái dần ra. Nhưng mà nếu mà khắc phục bằng cách đó thì nó rất là dễ gãy cốt, tại đưa đầu bê tông cao lên thì nó mạnh như ban đầu, mà cái cốt nó yếu thì nó dễ gãy. Cũng thôi à, thôi à, chết đấy, hết chết gì, dứt nắp lắp xuống, dứt nắp lắp, dứt nắp lắp thì nó xảy bị nóng hết, nó cũng khổ gì đó. Thì mà nó, à, nhưng mà nó nhảy, vẫn nhảy thôi, dứt nắp lắp xuống, nó ôm vô thì nó vẫn thôi. Nó thu hẹp buồng đốt, thu hẹp buồng đốt rồi. Nhưng mà anh dứt nắp lắp nó thu hẹp nó chậm hơn là anh đưa cái đầu bên trong lên. Đưa lên thì tốt. Ví dụ như cái nắp lắp anh đưa xuống là 2 ly, bằng tôi đưa đầu bên trong 1 ly. Nó nhanh dị ra đầu bên trong, tại vì đưa nguyên cái mặt bằng. Mà tốt nhất thôi, giờ cái lâu quá thì mình ấy, mình cái dên đó ấy, mình làm mà ấy lại cho người ta luôn. Không có cái dên, mà cái cốt, ví dụ cái cốt nó mòn quá. Mòn quá thì ấy ấy là sao? Ấy thay cốt khác gì? Lấy cốt khác cho nó. Mình nói cho ta cũng khổ. Nói chung là làm cái máy càng cũ thì càng khó khăn cho người thợ, tại vì cái máy mới á nó không có hư nhiều, người thợ sửa khỏe, phải không? Mà cái máy mới thì nó có giá trị hơn nữa, phải không? Giống như hiện giờ tôi ấy ở nhà, và hiện giờ tôi còn một cái Wigron 125, bây giờ còn một cái bọng không đó, ông nhìn vô là bạc đạn bọng tôi đóng ra sạch chân, là tôi dục sạch chân luôn, là còn cái bọng không, nó có bọng không đó, rồi bình nước mình không á. Mà tôi đang làm đồ là tôi gáp là lại đó. Rồi anh gì sự dự định anh sửa cái máy đó là bao nhiêu tiền hả? Cái đó nếu mà cái máy của tôi đó nó gãy cốt đó, nó bể bánh chấn đó, tôi làm dần hai luôn, mà hiện giờ cũng bằng muốn mua mẹ cái máy ấy rồi. Mà bao nhiêu cây cốt ách tăng đa hết 1.500.000 nè, và quen đó nghe, chứ lại nó bán cho cơ 1.800.000 à, điện nó mua con sánh nè. Biết cửa ai cả biết rồi. Rồi cái bánh chớn thì mình mua cái gì để hết 800 nè, rồi là hết 2.3 rồi. 2.3 giờ bộ hơi bây giờ tôi đóng lại hả? Tôi đóng lại thì nó lấy 200 đi, cái đóng nó đó tiền đóng không á, 200 là rẻ đó, 200 rồi bộ bạc tôi lấy bạc máy xe 300 nữa, 500 là hết 2.800 không, cho anh 3.000.000, 2.800 bạc đạn nữa. Thôi mà tính nó ba, tôi cho anh 3.000.000 luôn. Còn bạc đạn nữa, bạc đạn nhiều. Búa nè, đạn búa, đạn chưa trước sau đạn nhựt hết 800 rồi. Là tôi cho anh chịu được 4.000.000. Rồi đạn búa nữa, đạn búa thì mua đạn nhựt thì nó cũng rẻ hơn mấy đạn cốt đi. Thì cái cũng có như lật chặt đạn búa trước sau 4 cái bạc đạn nữa thì nó cũng có 300 à. Là rẻ đó, 4.500.000 luôn. Là bằng muốn đồ mua vô mua cái máy nghe địa rồi. Bụng chút xíu nè, 4.500.000 là bằng mua cái máy cũ của người ta phải không? Ừ. Không phải nghĩa địa nha. Máy cũ rồi. Nhưng mà mua máy cũ người ta anh đâu an tâm, đâu biết ở trong cái gì. Đâu bằng mình cái làm máy đâu. Mình nó có cái lốc rồi, giờ mình thay thế lại thì nó ở trong mình biết đồ mình hết. Giống như cái máy này là anh thấy nãy đặt em hụ anh đâu dám hụ, tại anh đâu biết gì trống, phải không? Đó, nhưng mà cái máy lạ đem về thì kêu hụ gì đâu dám. Máy anh làm đi thì à. Anh chạy tôi đâu dám hụ, còn máy tôi làm thì tôi hụ nó. Tại vì ốc dên mà xiết nó biết ngon lành, miễn dên khít, bạc thao đồ là cứng khừ, hụ với nó không đến đổi. Còn cái máy lỏng lỏng hụ đó mà cái Wikino tôi đọc là cái giá anh nói là y gan không, cứng không, là quen đó là nó rẻ đó, cũng là lạ là còn lên giá nữa đó. Nó cái cốt không, nếu mà lạ thì anh mua từ 1.800.000. Bạc em xài bạc máy xe không à? Xe máy bạc gì? Máy xe có gì? Em xài bạc máy xe. Xe thì bây giờ nó hàng Wikino thì nó 94 thì mình kiếm bạc máy xe 94 gánh đưa vô vừa thì không, giờ mình lấy cái đồ mình ra bác đưa vô cái sơ mi nè, coi nó cái đồ hở nó ấy thôi, không có thì mình chạy thôi. Cái gặp như mấy ông như anh đủ luôn là mình đói luôn các bạn, đâu có sửa gì được. Giờ không chỉ lấy có hàng, chỉ có hàng đồ ổng
chứ bê tông sơ mi nó chính từ anh đưa vô chính sáu rồi làm gì vậy? Hả? À, ông hàng đồ mà tới cái nắp mà nắp đít sao nè các bạn, bị bể gì mà còn đem đây hàng nè, tận dụng lắm. Cái gì đó chạy có một chiếc máy chạc mà vậy chạy chạy tới 5 chiếc. Ghê gớm không? À, thì nãy giờ qua lần tách máy cũng làm mất hết một chút thời gian của anh. Thì cảm gửi lời cảm ơn ha. Rồi như là chúc mừng thành công của hai anh em mình. Rồi. Mà mốt có máy hư lại sửa nữa nha. Quên xin lỗi lỗi. Rồi tạm biệt các bạn. Máy nó cũng phải hư chứ, lúc nào cũng phải hư hết á. Không đường nó không hư chứ.